ơi, và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Xin được mời chị cả sẽ gặp Chu Khan 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 Khan. Let's say better rap. Đóng vào các bạn, đóng vào các bạn. Chu Khan. Tất cả các tay rồi. Beso Bro. Ok. Hai bạn check mic lại một lần nữa đi à. Hai bạn check cái mic của mình. Yo yo, sẵn sàng đi chị cả ơi. Ok, hai bạn bắt tay nhau đi nào. Và hãy nhớ lại một lần nữa là hãy dùng những từ ngữ tươi đẹp. Nếu không chúng ta sẽ bị loại một cách vô lý, vô ổn. Yo, rồi yo, đây. Yo. Có muốn quay nón không? Hay muốn giành luôn? Muốn giành luôn không? Cho em xin đi trước đi ạ. Yeah! Yo, yo. 3, 2, 1, let's go! Yeah. Yeah. Yo, hello chị cả. Mới lần đầu tiên gặp nhau mà tự nhiên chị bị vả. Ê. Chị cả có cái flow nghe thật quái dị. Nhưng em không phải bình gôn, em không lái chị. Chị cả ơi, vào Sài Gòn có đem theo em út không? Chị cả ở đâu thì được, chứ lão ở đây thì coi chừng em sút mông. Chị có thích cái kem mút không? Chị có muốn chu kem lộ hàng, muốn thắng à? Nhưng xin lỗi Phật độ ta chứ Phật không có độ nàng. Chị cả, let's go. Tu Ken là trai ngoan, motherfucker, tao tè đầy hai can. Yo, tao ngồi đây, tao như lô mô nó xốp, tao như dương quá cho Coco. Motherfucker, tao hạ mày như Transformer, motherfucker, đôi khi như là ô tô robot. Mày ngồi đây, mày không thể nào đấu được Tu Ken. Và như là bánh su kem, mày ngồi đây mày giống như là một thằng ất ở Tu Ken. Hôm nay không phải là một cái thằng rapper. Yeah, tao ngồi đây và tao lại ý motherfucker. Chị gái lấy đầu Tu Ken ra để mother f**k. Yeah. Ok, round 2. Round 2. Make some noise everybody. Yo. Tưởng thế nào trên đây cũng thấy rồi. Ra ngoài vệ sinh ai cũng đứng, riêng bạn này ấy ngồi. Yo, đây là bia, không thể nào mày ăn được chai rượu. Đứng im, ăn 100 anh cho mày 2 triệu. Trời ơi, rap như vậy mà cứ tính lỗi không à. Chị có nhiều mạng nhện, em không phải chổi lông gà. Đâu, nếu mà thua thì mình cũng hút thôi. Nhưng mà đừng đâu nữa, em khuyên chị rút lui. Ok, let's chị cả, let's roll. Chị cả. Mấy xăm ra cho chị cả mà ơi. Chị cả, let's go. Time. Ok. Chị cả sao vậy? Không sao, chúng ta hãy respect. Không sao, em cảm thấy không tự tin thì chúng ta cứ đứng lại sàn. Không sao, chúng ta hãy respect chị cả vì đã có một round thật hay. Ok, đừng buồn em ơi, đừng buồn. Sân chơi là có thắng thua, cho nên chúng ta hãy đến gì niềm vui hip hop thôi nào. Ok, kết quả của trọng tài. Jersey, 3, 2, 1. Xin được chúc mừng Chu Khan.